Nga và Ukraine đàm phán lần hai, thống nhất về việc sơ tán dân thường và cung cấp hàng viện trợ. Triển lãm tranh phác thảo của các nghệ sĩ thời phục hưng tại Italia. Thưa quý vị, tối qua 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam, hai phái đoàn của Nga và Ukraine chính thức bước vào vòng đàm phán thứ hai tại Belarus. Tại cuộc đàm phán này, phái đoàn Ukraine đưa ra điều kiện ngừng bắn ngay lập tức và tạo hành lang nhân đạo cho người dân thường di tản. Sau cuộc họp, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky xác nhận hai bên đã nhất trí về việc tổ chức hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và cung cấp hàng viện trợ nhân đạo. Hai bên cũng có thể tạm ngừng các hoạt động thù địch trong thời gian người dân di tản. Ông Medinsky đánh giá đây là tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng cuộc đàm phán này không đưa ra được kết quả mà họ mong muốn. Phái đoàn Nga cho biết vòng đàm phán thứ ba có thể dẫn đến các thỏa thuận. Một số thỏa thuận sẽ cần được Quốc hội hai nước phê chuẩn. Chiến sự Nga-Ukraine làm cho gần 7.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine gặp nhiều khó khăn. Trong đó rất nhiều người đang mắc kẹt tại các vùng chiến sự nóng như Kiev, Kharkov, Odessa. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải đảm bảo an ninh và an toàn cao nhất cho công dân Việt Nam ở Ukraine. Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không đã lên kế hoạch sẵn sàng đưa bà con từ Ukraine về nước. Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bên liên quan để xây dựng phương án bay và đón công dân hợp lý nhất. Có họp với Bộ Ngoại giao, với các bộ liên quan để tính toán những câu chuyện là bay sơ tán công dân thì như thế nào là hợp lý nhất. Thì đến thời điểm hiện tại thì đã có 3 hãng hàng không của Việt Nam báo cáo cục công là sẵn sàng thực hiện. Các hãng Bamboo Airways, Vietjet sẵn sàng thực hiện ngay 7 đường bay kết nối từ Hà Nội đến Cộng hòa Séc, Romania, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Nga và Belarus để thực hiện nghĩa vụ bảo hộ công dân. Vietnam Airlines cũng xây dựng 6 phương án bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ukraine với các đường bay đến một số thành phố ở nước lân cận. Ngoài các điểm trên, các hãng cũng sẽ khai thác bất cứ điểm nào khác theo phương án cụ thể của chính phủ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người Việt Nam và gia đình tại Ukraine về nước. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.